Cuối giờ chiều nay, ngày 28 tháng 9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đêm qua, ca sĩ Phi Nhung bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày 28 tháng 9. Đến trưa nay, bệnh nhân bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc. Các chỉ số sinh tồn giảm dần, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Dương Tiễn đến trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước đó, ca sĩ Phi Nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 21 giờ 33 ngày 26 tháng 8 năm 2021 trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Ngay khi nhập viện, ca sĩ Phi Nhung đã được lọc máu tích cực, tối ưu máy thở và theo dõi. Đến ngày 5 tháng 9, tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực, bệnh nhân tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Có những thời điểm, bác sĩ quyết định chuyển mút thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai máy thở. Tuy nhiên, đến đêm ngày 6 tháng 9, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Dương Tiễn cho hay, ngày 7 tháng 9, sau khi hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên. Tuy nhiên, màng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu rỉ rả. Vào ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân. Kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ, mô phổi đã bị hoại tử rải rác nhiều nơi. Bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu, nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, nhũng nhiều nơi rất khó cầm máu. Ekip điều trị quyết định làm xẹp mô phổi phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại. Mặc dù được các bác sĩ hết sức cố gắng giành giật sự sống, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không thể vượt qua được. Chị đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút trưa nay.